Chào mừng mọi người đã truy cập vào kênh Chim Sẻ Nắng Official. Chúc mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ bên những trận đấu đầy chế hay. Kèo 22 và xem ở trong buổi tối ngày hôm nay thì liệu rằng Mệnh sẽ có được chiến thắng trước bộ đôi này hay không. Đây là game thủ Tiểu Thính Ngư và anh Bán Tiên, một game thủ khá là lạ. Và hôm nay tôi mới nghe. Rồi là vòng dò. Gỗ đầu đang có vẻ là khá là xa thì game thủ Chim Sẻ Nắng. Gỗ đầu xa thế nhở? Đâm phát xuống 6 giờ luôn nhưng mà không thấy gì, quay đầu. Đây ông nói game thủ Chim Mệnh cũng đang có những đi dò đầu tiên, dừng rú quanh nhà cũng đang ổn đây rồi. À chưa chuyển màn hình à? Ok em chuyển màn hình đây. Ok anh em, đây màn máy Chim Mệnh đây, nãy giờ chưa chuyển màn hình. Vậy nhưng mà vài đấu đang có quả đầu 6 cây, dừng quanh nhà khá nhiều. Đang có những đi dò đầu tiên để tìm đồ lùa về. Có voi luôn. Speed 1.5 để cầu voi thì mình kia cũng ok là thôi, đưa con voi này về đã. Thêm một e qua những cái khe rừng nhà Mệnh rất là kín này. Rừng quanh nhà rất nhiều. Đảm bảo đấy 1.5 này Mệnh vô đối. Vô đối quá, quay đầu mất rồi. Đây là máy của chủ Chim Sẻ Nắng cũng đã có voi và hiêu. Hiêu đầu 7 con 2 voi luôn. Nhìn cũng khá đẹp. Vừa 7 mà tôi như thế này. Rồi, chỉ cần những con hiêu này thôi. 2 con. Vâng, 3 con, 4 con hiêu luôn. Phi mãi không chết này. Rồi, cho dân khai thác hiêu thôi. Hiêu 7, 2 voi. Quả phụ. Bài được nhá. Vâng, Mệnh bảo vệ bài cũng vậy. Và đến với trận đấu đầu tiên trong kèo 2 này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà đi chợ Fujike, một đơn vị chuyên cung cấp ghế massage uy tín chuyên nghiệp hàng đầu thị trường Việt Nam. Anh em nào đang muốn tìm mua một chiếc ghế massage thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần comment để xem chiếc ghế đến từ nhà chợ Fujike chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bạn đang muốn sở hữu một sản phẩm thay bạn chăm chút bố mẹ hàng ngày một cách tốt nhất, một sản phẩm giúp giấc ngủ của từng thành viên trong gia đình mình ngon hơn, sâu hơn thì ghế massage Fujike chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời. Với công nghệ massage 4D Max giúp xoa bóp sâu các nhóm cơ bên trong, làm mềm và tăng tính hồi phục, dẻo dai mà các loại ghế massage thông thường không làm được. Công nghệ khí nén giúp bóp chặt, làm mềm từng khối cơ bị căng cứng sau những buổi vận động mạnh. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Ok, và ta cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Để ông nói của anh phụ Chim Sẻ. Những con hiêu được đưa về. Rồi, như vậy là con voi được game thủ Chim Sẻ Nắng đưa về nhà chính cho mình với một bài cầm Yamato. Đang có 23 dân thì đang có 2 voi đây rồi. Bây giờ sẽ là con voi thứ hai và chuẩn bị thiết kế trên nhà BS. Đây sẽ S đầu. Cố đầu xa để đóng S hơi muộn, phút 6 S2 rồi, nhanh thế. Nhầm. Vâng, sau đây anh em mình không để một chút. Đây sẽ là con voi thứ hai được đưa về tới game thủ Chim Sẻ. Vài đấu đang có hiệu đầu 2 voi, quả phụ, quả phèo, các kiểu là điều đây rồi. Chúng ta có mặt máy của game thủ Chim Mệnh. Mệnh chuẩn bị thiết kế trước nhà bên nhân 3 để có thể khai thác cả hiêu, cả gỗ, cả vàng. Với một bài cầm Yamato như này cũng đã có voi về. Không anh ơi, trong nhánh này chúng ta không được quyền bung hay chính anh em ạ. Khai thác thêm mỏ hiêu nữa tới từ chuyên bệnh như vậy. Đây có mỏ hiêu cạnh rừng dừa ở đây nữa. Đương nhiên chỉ có 4 con. Và phụ sát mép tường đã khai thác đây rồi. Thế bài cũng rất là kín đáo tới từ bệnh. Hai mươi bảy dân rồi, vẫn đóng thêm e. Cùng xem Mệnh sẽ đánh bao nhiêu dân với bài Yamato này. Hiểu đang hơi bướng, tầm này giết luôn. Ô như vậy là bài hiểu 6 và hiểu 7 gì đấy anh em, mà hiểu 7 đấy.
Có một con, hai con cạnh mép rừng nữa kìa. Vậy trên nhà BS đều có thể khai thác mỏ hiêu. Sẽ do màu mấy nhỉ? Đây là xe. Vẫn đang có pha cầu hai voi. Bốn voi đưa về, đưa bài đầu này. Vâng, tăng speed luôn. Anh em cho sim like, nút chia sẻ video livestream anh em nhé. Hello mọi người. Sẽ đánh 27 dân. Rồi, hai voi về nhà thành công, gọn gàng. Đẹp luôn. Cũng ép nhân đôi để ăn cả vàng cả gỗ đây rồi. BM thiết kế nâng công nghệ và sóc thêm dân. Đấy, lên tầm 30 dân gì đó, 30-31 dân thì kích 4 anh em ạ. À nhầm, kích 3, sorry anh em. Kích 4 tầm này thì ghê quá. Vâng, BM vẫn đang nâng công nghệ đây rồi. Chỉ 7% rồi. Rồi, nâng bổ vàng. Bắt đầu ăn vàng luôn. Thêm dân khai thác vàng. Rồi, bây giờ sẽ là BA. Thêm dân nữa. Đóng xong BA là kích 4. Ồ, góc này lại có mấy cái khe vực nhìn ảo đấy. Dễ khủng quá. Ở một dân nữa thì kích. Gỗ và bổ vàng đã lên xong. Rồi, kích luôn. Như vậy là 12 phút 37 với 34 dân dành cho anh chủ chim sẻ. Bậy kích chưa? Bậy vẫn đang ra ruộng. Vừa đóng xong BA. Phải kích ở phút thứ 13. Rồi, một dân nữa ra được kích. Như vậy là 13-14 với 36 dân tới từ game thủ truy bậy. Tôi sẽ quay trở lại máy thủ chim sẻ khi mà sẻ sẽ người lên đời sớm hơn. Vậy thì nhận được thì sẻ dường như sẽ đẩy chéo một tơn để hỗ trợ truy bệnh. Khi mà lên 4 xong. Có hot. Rồi, khu vực giữa những cái rừng này sẽ là nhà BC rồi thì BP. Bạn 34 dân. Rồi, thêm dân lên lóng nhà đây rồi. Đứng chờ sẵn đây, chốt những nhà cứng vào. Đây sẽ là BP. Và đây sẽ là BC. Nâng bánh xe. Sắp thêm 2 dân nhà chính. Và như vậy hủy bánh xe. Kích 4, 15 phút 4x với 36 dân. Bây giờ sẽ chờ thương dồn lên để nâng bánh xe. Đóng một nhà chính mới. Rồi, nâng bánh xe thôi. Sau khi nâng xong bánh xe, chúng ta sẽ lên cái chặt gỗ 2. Và bơm cho truy bệnh 100 vàng. Kích 4 rồi, chúng ta được quyền bơm anh em nhá. Bệnh cũng vừa kích luôn. Các cái thủ lên đời cũng xem nhau hết thôi anh em ơi. Vẫn xong thêm dân, vẫn ra thêm ruộng, rất khỏe anh em ạ. Khỏe nhá. Thoải mái luôn. Có bánh xe gần được gỗ 2. Màu 5, đó chính là anh bán tiền đẩy xe dò vào đây. Màu 5, 12 giờ đẩy xe dò chéo. Như vậy là game thủ Tiểu Thiên Ngư sẽ cung cánh với chim sẻ nắng ở trận thiếu này. Còn truy bệnh sẽ đối đầu với anh bán tiền ở cánh bên kia. Sẽ là một bo 2 lớp, 5A rồi. Đang tăng thêm dần khai thác gỗ. Chúng ta vẫn còn lực từ một vài móng quả kia. Một vài cây quả vẫn đang ăn dở. Quên chưa được đường máu lên 4 xong. Thêm ruộng. Rất nhiều ruộng đấy, thủ chim sẻ các bạn thấy. Nhìn bài khỏe. Ruộng toe le. Rồi tân đầu tiên, xin lỗi tân hot đầu tiên. Tân hot tiếp theo. 5 con.
chạy thẳng sang nhà của đối thủ chú Bậy. Bậy có vẻ như người lên 4 muộn nhất trận đấu này thì phải. Vâng, vẫn đang đẩy chéo, tơ thứ 3 rồi. DC2 để có thể lên cả đầu máu và công nghệ còn lại. Đâm đầu máu. Đây rồi, đây là nhà màu 5. Bắn đúng màu vàng luôn. Đau chưa? Rồi, bắn đúng màu vàng rồi bạn. Bắn chặn rồi. Nó cũng... game là dễ, không thể khó được em ạ. Ơ, hôm nay không để dân, chết hết dân này. Đây là 6. Hôm nay 5x, có một tên cung R ở mặt giữa hai nhà. Thông tin báo về anh màu 5 còn bị bắt hết tân đầu bởi chú Bậy luôn. Và đây khoanh ruộng cầm màu 5. Đi đen rắn thôi. Hot rồi mà. Bắn tân nhanh lắm anh em ạ. Đau. Đau. Cái này đau. Ui dồi, gọi đau thôi rồi luôn. Đây mỏ vàng 2 bị bắn luôn. Thố tận rốn luôn. Vâng, nâng lửa nhưng chưa đủ thực. Nâng lại lửa đây. Rồi nâng lửa thành công. Đang cần cả bản đồ nữa cơ anh em ạ. Rất nhiều công nghệ và màu 5 bị bắn gọi là bé bét rồi đấy. Không thấy game thủ Tiểu Ngư bắn nhà của game thủ Truy Bệnh nữa. Và đây là máy của game thủ Truy Bệnh. Với tham lại là 63. Vâng, đang rất khỏe với bài Yamato này. Cháy ruộng nữa. Cháy một cái ruộng. Rồi lên rồi. Cái này thì không thấy Tiểu Ngư đánh xe đấy. Không biết là bạn định làm gì. Sao đấy? Vâng, vậy đang bị một tạt một tơn. Vậy là đi ở đâu vào đây? Chắc sát mép bản đồ rồi. À đâu? Ở đây, sát mép không hở. Vâng, có lửa rồi. Thì là hoãn cái con đường đi công chú Bậy và khiến Bậy yếu một tơn. PC vào đây. Sát mép bản đồ hở, Bậy không để ý. Một la vào luôn. Và phải bắt hết tân hot này. Rồi, bắt hết tân hot đi công của đội bạn. Mà mất khá dần đấy. Trung dân hơn trung dân tơn này. Đau quá nhỉ. Nó bắn chặn rồi bắn nhanh lắm. Hình như vẫn còn trong nhà hay sao ấy. Đấy còn 2-3 con nữa này. Thôi quay trở lại cái xẻ thôi. Xẻ thăm lai đang số 81 rồi. Màu 5 nói chung là cũng yếu nhất. Yếu hơn là bệnh luôn. Và đây là hot của anh thủ Tiểu Ngư. Đồng đấy. Xẻ cũng chưa chặt cậu 3. Bắt đầu có lửa anh em ơi. Bài quen thuộc. Phải e luôn này. Xẻ rồi. Giạt thế anh Ngư. Ở tiếp theo hot vào không gian vàng, nâng cổ vàng, nâng giáp để nghĩ đến câu chuyện đó chính là hot thần nữa anh em ạ. Rồi, bạn bắt đầu lao vào đây rồi. Chơi, bắn nổ với cái bóng nhà. Vẫn điều, vẫn giật. Ôi trời. Ghê. Cái này thì ghê rồi đấy anh em ạ, ghê rồi đấy. Và đeo máy của anh thủ chứ bậy ở cái bên kia. Bạn tham lai là 61, bắt đầu dí ngược nhà người cầm màu năm cảm giác rất là yếu rồi, bị ốp A và trong nhà thì mất hết lực này thì thế trận 2-1 rồi, win chặt rồi anh em ạ, không thừa thua đâu cả. Một tơn tạt đến chim chảy nắng đã khiến màu năm ối rồi ôi. 64, đó là tham lai tại dành cho game thủ Truy Bệnh. Và đang đuổi theo những nông dân tới từ người cầm màu năm, game thủ bán tiền và đốt A đội bạn luôn. Xẻ bên này tham lai 85 rồi. Có vẻ đang khá là mềm cho bộ đôi này. Rồi bung gian bỏ vàng mới. Và tụ hot thôi. Lên ra 4 cái kiểu mà dùng dịch hot thần nó thủng đi pha vẩy e đấy thì chim sẻ. Rồi xong luôn. Vâng, Bậy còn đang lủng ruộng với thủ Tiểu Ngư thì lấy đâu ra tay mà chạy hot ở nhà màu 55 và nhà chim sẻ nắm một tơn cũng khá là bất ngờ. Ảo nhờ. Đây là máy thủ chim Bậy. Bậy tham lai là số là 76. Vâng, sẻ vào giữa, Bậy vào giữa ruộng của tiền thủ Tiểu Ngư rồi. Đội bạn tan nát tất cả luôn. Vâng, lên tận nhà Tiểu Ngư ăn vàng luôn này. Lên gần nhà để bạn chiếm vàng luôn. Đây, bỏ vàng của Tiểu Ngư đây. Vâng, bay hết ruộng bên trong đến Tiểu Ngư rồi. Dân ăn vàng cũng đang bị bắn. Tham lai của thủ chim Bậy đang ở số là 80. Các bạn đang rất cố gắng nhưng quyết rồi và tỷ số đã mở lên cho bộ đôi chúng ta 1-0 ở trong kèo 22. Sát mép không bó, sát mép hở. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi, trận thi đấu thứ hai trong kèo đấu này. Tỷ số là 1-0 dành cho bộ đôi chim sẻ nắng.